Crypto là một trong những kênh đầu tư thu hút đông đảo nhiều người tham gia, đặc biệt là tại Việt Nam, khi ghi nhận mức độ crypto adoption số 1 thế giới. Bên cạnh mức lợi nhuận lớn mà crypto mang lại, chúng cũng đi kèm với nhiều rủi ro hơn các thị trường tài chính khác. Crypto có thể giúp chúng ta thay đổi vị thế, nhưng đồng thời cũng gây ra những khoản thua lỗ không hề nhỏ. Vì thế, để thành công trên thị trường này, đòi hỏi nhà đầu tư phải thật kiên nhẫn, có kiến thức và điều quan trọng là vững vàng cho cách quản lý vốn. Vậy làm sao để quản lý vốn trong thị trường crypto hiệu quả nhất? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong bài viết ngày hôm nay. Chào các bạn, mình là Trung đến từ Tradecoin.vn. Trước hết, quản lý vốn có nghĩa là các bạn phải kiểm soát được số tiền có trong tài khoản của bạn, không để bị thiệt hại quá nhiều. Đồng thời, các bạn cũng cần phải giữ được mức lợi nhuận khi giao dịch. Mục tiêu đầu tiên trong quản lý vốn là đảm bảo cho sự tồn tại trong thị trường. Danh mục phải cực kỳ gọn nhẹ để bản thân có khả năng tập trung và theo sát các dự án nắm giữ. Không dàn trải quá nhiều danh mục đầu tư gây suy yếu nguồn lực hữu hạn của bản thân, tiền bạc, thời gian và chất xám. Không vướng vào hiệu ứng, bên kia có hàng ngon hơn, khiến bản thân mất tập trung, nhảy ra nhảy vào. Theo quan điểm của mình, một danh mục đầu tư tối ưu sẽ bao gồm 2 con dài hạn, tối đa 3 con trung hạn và ngắn hạn, một phần vốn chơi lướt ăn sóng ngắn hạn và đặc biệt quan trọng là một phần vốn dự phòng USDT tương đương với một nửa tổng khối lượng của 3 con hold chung và ngắn hạn. Ví dụ, nếu tổng volume của 3 con chung và ngắn hạn là 1.000 đô thì số USDT dự phòng tối thiểu phải là 500 đô. Điều quan trọng nhất khi xuống tiền là entry. Điều quan trọng tiếp theo cũng chính là entry, tìm ra và có khả năng đánh giá một dự án có tiềm năng hay không. Đó là vấn đề chuyên môn và khả năng research một dự án, không phải vấn đề của đầu tư. Đầu tư là vấn đề về entry, cách thức giải ngân vốn vào dự án và chiến lược thoái vốn, chốt lời. Entry tốt thường là thời điểm nằm ở đầu chu kỳ tăng mới của một coin và phải trùng với chu kỳ tăng mới của tổng thể market. Ngoài ra phải học thêm về phân tích kỹ thuật nếu muốn xác định được entry một cách tốt nhất nhằm tối ưu hóa lợi nhuận. USDT được xem là một stable coin gần như không sinh lãi. Chính vì tư duy này nên nhiều người đứng ngồi không yên và luôn tìm cách vào hết vốn của mình cho bằng được. Đó là một sai lầm lớn. USDT phải được xem là vốn hold có tỷ lệ sinh lãi thành công cao nhất. Đừng bao giờ sợ lỡ kèo hay sợ mất tiền hơn. Cơ hội trong thị trường rất nhiều, dù là stable coin nhưng nó là khoản đầu tư hiệu quả nhất về lợi nhuận. Ví dụ, cầm 1.500 đô cả tháng vẫn không có đồng lãi nào, nhưng chỉ cần thị trường sập mạnh, cầm 1.500 đô đó vào vớt đáy kênh hồi của những con chắc kèo như BNB hay ETH thì tỷ lệ có lãi cực lớn, và hãy hạn chế bắt các con coin rác. Vậy 1.500 đô đó không còn là stablecoin nữa, đó chính xác là một khoản đầu tư về thời gian và chờ đợi biến cố của thị trường. Chú ý rằng khoản USDT này không phải để dành DCA cho bất kỳ kèo nào. Trong khi market sập, các dự án đang nắm bỗng nhiên đổ máu mà vẫn có thể còn lực vốn để ăn hồi 20-30% thì tâm lý một lần nữa được ổn định. Tóm lại, USDT dự phòng chính là tuyệt chiêu vô cùng lợi hại. Trung bình giá trong chiêu vốn, DCA giảm giá với Bitcoin, BNB, ETH thôi. Hoặc có thể DCA giảm giá một đồng coin mà xu hướng chung của thị trường đang tăng. Một kèo, nếu mình có ý định vào tổng volume là 1.000 đô, thì thường mình sẽ phân bổ như sau. Lệnh đầu tiên là tầm khoảng 200 đô. Lệnh DCA kế tiếp là 300 đô khi giá giảm 30%. Lệnh DCA cuối cùng là 500 đô khi giá đã giảm 50%. Nếu trung bình giá đó mà vẫn còn giảm tiếp 20%, thì xin phép chịu thua kèo đó. Sai lầm là nhiều người hoạch định 1.000 đô cho một kèo rồi mà còn tính thêm một khoản DCA riêng không xác định cho kèo đó nữa. Như vậy là làm một việc không có giới hạn rõ ràng, trong khi tiền thì có giới hạn. Chú ý nên phân biệt vốn USDT để DCA một kèo, nó khác và tách biệt với phần vốn USDT dự phòng đã nhắc ở bên trên. Và một lưu ý là khi DCA thì nhớ nhìn Bitcoin và xu hướng chung của thị trường. Cách xử lý khi rơi vào thua lỗ một kèo là phần USDT còn lại sau khi cắt lỗ sẽ được luân chuyển vào một trong hai chỗ sau. Thứ nhất là gộp vào phần USDT dự phòng, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thị trường đâm sâu thì vào hốt đáy, bắt hồi các kèo cứng cựa để phục thù các kèo đã thua. Thứ hai là dùng để gia tăng lượng coin hold long term mà mình đã xác định đầu tư giá trị vào nó ở các vùng giá tốt. Còn cách chọn dự án hold dài hạn nó là một chủ đề khác. Khi lỗ thì phải biết để ra phương án giải quyết, còn lãi thì thôi không còn gì phải bàn nữa. Mà muốn làm điều đó cần lưu ý một điểm chí mạng là danh mục đầu tư phải siêu tinh gọn. Tốt nhất không nắm quá 5 con, cộng một phần stablecoin dự trữ.
Việc nắm quá nhiều dự án cùng lúc sẽ khiến chúng ta gặp rắc rối lớn, nên mình thường tìm lý do để cố gắng hạn chế hoặc từ chối không vào kèo thường xuyên để không làm quá tải danh mục đầu tư. Tôi thấy dự án nào quá hay và ngon thì tái cấu trúc danh mục, luân chuyển linh hoạt giữa các dự án chứ không nên mở rộng. Và một khi danh mục đã phù hợp thì ít ngó nghiêng những dự án khác. Vì thời lượng video có hạn nên mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở video số 2. Ở video số 2 mình sẽ nói về những lưu ý khi quản lý vốn. Các bạn hãy chú ý đón xem nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình. Mình là Trung đến từ JCoinVN. Xin chào và hẹn gặp lại.